Hello các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chơi một số tựa game trên iPad. Game đầu tiên, Zephyr Rap Zephyr the Fan. Chúng ta là con Pac-Man này. Tông vào mấy con kia là chết này, không tông vào đấy. Ai chúng nó có thể đi tắt xong này được không? Tí nữa thì bị hai con kia chạm vào thôi, xong rồi. Ủa mày quá, vẫn có điểm thoát. Mày con ấy đuổi kinh quá. Đấy, ăn được mấy con ấy. Rồi, chúng ta sẽ chuyển tiếp đến game khác. Người thứ hai, Joba. Còn gì đây? Chúng ta mở thêm một con chuột túi nữa. Molly đã lên level 2. Vào thôi. Xem nào, chơi thế nào đây. Đây, chúng ta đang ở đây. Đây, đây có một bắn nhau này. Xiên nó. Úi dồi ôi, sóc nó làm phát này. Chúng ta hạ gục được một thằng rồi. Đó, đứng đây ăn máu. Phải ăn được quả súng này mới chất lượng này. Bùm. Hạ gục đồng thằng tiếp theo. Xem nào, bọn này đâu hết rồi. Nó trốn hết rồi.
bản đồ đây, chúng ta sẽ đi vào cái cầu này, vào trong kia tìm bọn nó. Cầm khẩu súng này không sợ. Khi đồ này kinh quá, nó ạ gồm. Rồi chúng ta chuyển sang game thứ ba, game con chim, con dream chơi solo đấy. À chúng ta sẽ né những cái, à chúng ta né những cái giọt nước này. Lại nào, level 14. Rất khó chịu. Thế này chết. Cái trò này phải cực kỳ nhanh tay. Ok, level 15 rồi. Không được rồi, nhanh quá. Chúng ta sẽ đổi sang tựa game khác. Một tựa game xe tăng. Game bắn xe tăng gì đó. Bắt đầu đây là con xe của chúng ta. Vào quẩy thôi. Đang tìm đối thủ. Tìm đối thủ hơi lâu rồi, mãi mới có 3 thằng thôi, còn 3 thằng nữa. Đây rồi. Vào chiến thôi. Chúng ta sẽ đấu trong map rừng. Đây, đây là đội chúng ta. Một chiếc xe vàng và một chiếc xe gì đó nhiều màu. Lên ạ. Cái đấy. Một chiếc xe tăng lắp hạ gục. Yeah, chúng ta hạ gục rồi. Oh no. Sao còn sót một chiếc ở đây? Hai. Chúng ta ăn là hai thằng, họ nói là sáu thằng. Đồ
đồng đội của chúng ta không ăn thua mấy. Mà nó chúng ta đã chuyển sang game khác rồi các bạn. Game vẽ à? Vẽ một chiếc bút chì đây. Vẽ gì nhỉ? Là vẽ dâu. À vẽ cái lưỡi. Ôi trời ơi. Đó, chúng ta sẽ vẽ những cái gì còn thiếu. Tiếp theo. Đó. Những cái gì còn thiếu chúng ta vẽ này. Gì đây nhỉ? À, mấy cái niềng răng. Thấy chưa? Này tôi không rõ. Thôi chúng ta chuyển sang game nữa đi. Đây là ngôi nhà của chúng ta. Chúng ta đang ở trong một cái hầm ngôi nhà đó. Đây, chúng ta nhảy lên trên nào. Đây nào. Đây, nhà chúng ta bên dưới này. Có một người bạn ở đây. Hello my friend. Như đây là nhà của đứa này. Đây, nhà chúng ta bên này sao ấy? Hơi bé trong phải. Mình có con ngựa cưỡi được không nhỉ? Không cưỡi ngựa được rồi. Game này hơi nhàm chán nên chúng ta sẽ chuyển sang game khác này. Game này là tung hứng đồ vật.
Ổn đâu. Không được, nhiều quá, không tăng hết. Lại nào các bạn. Ui trời ơi, cái trò này não phải bay ra làm hai nửa. Mình chưa được. No. Không được rồi. Đó, chơi game tiếp theo đi. Đua xe à? Đây là hai dân chơi của chúng ta. Chúng ta đã di chuyển trên màn hình theo hướng chúng ta muốn đi. Ồ, thằng kia nó đè đầu cái cổ. Lại 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 lại. Ok. Bay ạ. Úi xời ơi. Tí là nhìn rơi vào đầu kia. Sắp về đích nhưng mà thằng đấy nó lại chặn lại nữa. Bắt đầu. Xảy. Lão lại đánh võng để ăn tiền. Gheo đồ này phát. Ý trời ơi. Vẫn cua được vào. Rất gắt luôn. Oh no, định đằng trước rồi. Ui rồi ôi. Đầm ngay vào thằng đè. Lại nào. Bắt đầu. Vâng, chúng ta vẫn ở trong đường luôn. No. Rồi, lần này chúng ta sẽ về đích rồi. Trời ơi, cuối cùng về đích được chụp ảnh cùng với cái khổng lồ à? Quá nét. Thôi, có lẽ là tôi dừng clip tại đây thôi. Chào tất cả các bạn.